la la la. Con ta đi chơi vui quá. La la. Hôm nay chúng ta lại đi tặng quà. Về nhà ta sẽ mở ra. Trong đây có nhiều đồ đẹp lắm ha. Ừ, chắc vậy đó. Mình đi giữa sân, cái rồi mình về cái chất xỉu. Đúng lúc đúng. Có sao không? Sao? Chắc quà đều lắm chú. Mở ra thử coi, mình thử mở ra nha. Xung. Không biết có gì trong đây chứ. Mà nó vụn ha. Ừ đúng rồi. Mình mở ra trước coi. Wow. Lại có một cái vịt nữa. Ghê yeah, chúng ta thì mở ra. La la la. Chúng ta hôm nay phải mở hộp quà. Đập mở sao ta? Đập biển rảnh để ông bè đập cho. Ừ đi. Cái hộp này chả có mở được. Hộp này sao mở được? Ôi da, tính như vậy. Mày, mày ba thử. Ba ơi, mở được không ta? Chúc bạn may mắn lần sau.